Lương thì không ngon nhưng mà lậu thì ngon, đủ mua biệt thự. Thực ra thì em đi làm vì đam mê mà, chứ lương lậu thì em không quan trọng. Em học vẽ, cụ thể là học vẽ ở trường Mỹ thuật công nghiệp, khoa gì đấy liên quan đến đồ họa. Em học Đại học Văn hóa Ngành Quân đội, chuyên ngành của em là báo chí. Kiểu ước mơ của bố mẹ em là làm trong quân đội. Đã kịp dẫy rồi. Im đi! Không phải hậu trường. Xong được FPT Arena cho học bổng đi học. Xong mày đi làm mày kiếm tiền chán chê rồi mày. Học ở trong trường Arena 6 tháng, xong rồi đi làm. Còn lại kiến thức còn lại thì không quan trọng. Thời gian em học 2 năm. Nhưng mà cái mà em đang làm ở đây chỉ là trong vòng 6 tháng thôi. Thực ra là không cần biết vẽ đâu. Bạn bè cũng đầy người không biết vẽ à. Nhưng mà biết vẽ là một lợi thế. Thì biết vẽ thì mình sẽ phác thảo ra được ý tưởng cho khách hàng dễ hơn. Em thì không biết vẽ. Thứ duy nhất em biết vẽ là logo, kiểu vẽ tranh này kia thì em không biết. Em thấy là cần thiết. Em cũng dự định là sẽ đi học thêm về vẽ nữa. Không, thật ra nó chia thành artist. Artist thì mới là vẽ đẹp, còn designer chỉ cần vẽ nguệch ngoạc để lên ý tưởng. Biết vẽ thì rất là quan trọng, nhưng mà chỉ cần vẽ nguệch ngoạc lên ý tưởng là được. Nói chung là đủ ăn ạ. Thực ra thì em đi làm vì đam mê mà, chứ lương lậu thì em không quan trọng. Lương thì không ngon nhưng mà lậu thì ngon. Cả lương và lậu thì đủ mua biệt thự ngoài tầm 2 mét. Đủ mua biệt thự ngoài tầm 2 mét.